Tại trường Đại học Cần Thơ, vào sáng nay, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Quỹ Thiện Tâm, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương tổ chức lễ bàn giao và tổ chức lớp tập huấn dự án hợp tác xã liên kết với hộ nông dân để phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững. Đến dự có ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Hải, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ. Chương trình hợp tác giữa ba đơn vị được triển khai nhằm góp phần đẩy mạnh xã hội hóa phát triển nông nghiệp nông thôn và tăng cường nguồn lực cho các hoạt động khuyến nông. Theo đó, Quỹ Thiện Tâm sẽ hỗ trợ cho mỗi hợp tác xã 1 tỷ đồng không tính lãi, để các hợp tác xã mua con giống, cây giống, trang thiết bị máy, tư liệu sản xuất khác nhằm gia tăng giá trị sản xuất kinh doanh. Riêng chương trình tập huấn trong 3 ngày, 150 học viên là cán bộ khuyến nông và lãnh đạo 24 hợp tác xã đến từ 15 tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam, được cập nhật các kiến thức về quản trị hợp tác xã hiệu quả và đúng luật, kỹ năng phát triển thị trường, quản trị tài chính, thị trường tín chỉ carbon và những công nghệ trong sản xuất nông nghiệp bền vững, chia sẻ phần mềm AriDataGo và tham quan thực tế một số hợp tác xã nông nghiệp